210 triệu đồng thôi mình có thể sở hữu được chiếc xe này rồi, số tự động máy 3.0 đấy. Da này là mình thấy là da xịn nhá. Phần xương đầu này ổn nha anh chị em ơi, em không có phát hiện ra cấn đụng hết. Xe này mua về đi gia đình thôi chứ chạy dịch vụ là lỗ chắc nhá. Anh chị em mình đang có nhu cầu kiếm một chiếc xe hơn 200 thì xem giùm em chiếc xe này. Rồi, chào anh chị và các bạn nhá. Em lại mới về một chiếc Camry, nói chung là Camry thì lâu lắm rồi. Nay em mới về một chiếc nhá. Xe này thì là đời 2004. Máy xăng. Xe này lắp ráp tại Việt Nam nhá. Máy dòng này là máy lớn, khá là lớn, máy 3.0 đó. Anh em mà có ý định mua một chiếc xe về để đi gia đình thì là sẽ nghiên cứu giúp em xe này nhá. Giá thì có 210 triệu đồng thôi. Với cái mức giá mà 210 triệu và anh chị em mình muốn mua một chiếc xe số tự động thì anh chị em mình xem giùm em chiếc Toyota Camry này. Và một cái khuyến cáo là anh chị em ơi, xe này mua về đi gia đình thôi chứ chạy dịch vụ là lỗ chắc nhá. Em sẽ mời anh chị em mình đi xem, tại vì cái dung tích của máy 3 chấm ấy, chiếc xe này đâu đó nó vào khoảng hơn 10 lít trên 100 cây. Bây giờ mời anh chị em mình đi xem xe cùng em nhá. Xe này biển Tây Ninh này ha. Xung quanh nước xe này sơn thì sơn màu trắng, còn khá là đẹp nhá. Anh chị em mình cứ đến xem đi. Giá có 210 triệu đồng thôi mình có thể sở hữu được chiếc xe số tự động này rồi. Khá là ok hết nhá. Đăng kiểm xe này tới tháng 6 năm 2024 ấy ạ. Nước sơn này xung quanh xe này thì em quan sát nhá. Đồng sơn thì còn rất là ổn. Anh chị em mình ấy, cứ đến đây xem đi. Nhìn như vậy thôi, nhiều khi có thể để như này thì nó hơi cũ một chút xíu, nhưng mà khi mà anh chị em mình đến bên em xem ấy, ưng ý là em sẽ bát lại cho anh em cho sạch sẽ hơn chút xíu nhá. Dòng Camry này thì lâu lắm rồi mới có về một chiếc xe thôi. Giá thì cũng rất là hợp lý, có 210 triệu đồng à. Anh chị em nào mà yêu thích cái dòng Camry ấy, thì ấy nhá. Này anh em ơi, bản V này là số tự động nhá và máy 3.0 nữa nhá. Xe này thì quan sát này, thấy la răng xe này còn mâm thì mâm đúc này, vỏ thì còn rất là dày. Nơi thì gọi là la răng, nơi thì gọi là mâm nhá. Xe này nó cũng là mua về là đi được liền, chỉ với giá là 210 triệu đồng thôi. Đấy, xung quanh nước sơn thì quan sát rồi. Anh chị em mình xem cùng với em đấy thì không thấy chảy xước ở đâu hết. À, không có cấn đụng ở đâu. Mình sẽ xem theo vấn đề keo chỉ nhá. Tại vì xe này thì xe đi gia đình, em nghĩ là dòng Camry này thì người ta đi kỹ lắm. Còn keo chỉ đây. Keo chỉ này vẫn là keo chỉ zin nhá, không có dấu hiệu gì hết nhá. Nói chung xe này thì đời của nó khá là sâu rồi, nhưng em nói với anh chị em mình là xe này thì chắc chắn là người ta sơn lại rồi nhá, chứ không có còn mà sơn zin đâu. Nói chung là em thấy, em quan sát tất cả sơn này thì nếu đã sơn lại hết rồi. Phần xương này ha, dòng này xe này là người ta đi gia đình nên là người ta giữ rất là kỹ, nên anh chị em mình có thể yên tâm nhá. Mình quan sát từng phần một qua đây tiện. Bây giờ cái máy của em đang khởi động rồi, em mở cái máy gửi anh chị em mình xem luôn nhé. Xe này khá là sạch sẽ, không có văng xỉ nhớt gì hết nhá. Máy 3 chấm chạy rất là sướng, nhưng mà nó máy nổ rất là êm luôn. Mình sẽ cùng quan sát xem cái phần này xem nhá. Em thấy cái phần này này, anh chị em ơi, những cái video mà em quyền review xe thì em vẫn chia sẻ những cái cách để mình xem xe nó có bị lỗi hay không. Phần này em thấy ok nhá. Em không có phát hiện ra dấu hiệu gì cấn động hay tác động ở đâu hết nhá. Còn rất là ổn luôn. Từ những cái vết hàn bấm này. Còn rất sắc sảo. Cabo này thì vẫn còn chỉ zin nhá. Em thấy vân xe này vẫn còn chỉ zin đấy. Nói chung thì đời khá là sâu rồi, em chỉ nói chị em mình xem là xe này nó có cấn đụng ở đâu không thôi, chứ còn bây giờ cabo nó tháo hay không tháo thì nó không có quan trọng nữa, tại vì đời 2004 tới giờ thì nó cũng đã 20 năm rồi ha. Phần này còn rất là đẹp luôn ha. Phần xương đầu này ổn nha anh chị em ơi, em không có phát hiện ra cấn đụng hết. Anh chị em mình thích chiếc xe này thì xem trực tiếp đi tại số 900 quốc lộ 1A phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh nhé, và gọi qua cho bên em qua hai đầu số hotline 0777 552 222 và 0777 525 999 nhé. Em sẽ mời anh chị em mình đi xem xe tiếp. Cái vỏ ăn trước này này còn rất là ổn luôn. Nói chung là xe này thì còn cả 4 vỏ, anh chị em mình mua về là không phải làm đâu, không phải thay gì hết, đi được cả năm nữa không phải lo nhá. Còn rất là ổn luôn. Mình xem tiếp keo chỉ đi. Vẫn là keo chỉ zin. Nói chung Camry là một trong những cái dòng xe mà một thời được rất là nhiều người yêu thích. Nói chung là giá tiền hồi đấy thì nó cũng rất là cao, chứ nó không ấy, nhưng mà bây giờ qua thời gian, nói chung là thị trường thì nó đào thải, thì bây giờ dòng này nó giá nó cũng xuống rất là nhiều rồi. Chỉ có 210 triệu đồng thôi. Xe này em xin phép nhắc lại nhé, đời 2004, máy 3 chấm.
Xe này là dòng cam này, cam Việt nhá. Xe sở hữu hộp số tự động, chạy rất là sướng luôn. Một lần nữa tiệm nhắc lại luôn, chỉ với mức giá mà 210 triệu đồng thôi, anh chị em mình có thể mua được chiếc xe số tự động rồi ha. Mua về đi Tết dòng xe này thì chạy gia đình thì cực kỳ sướng luôn. Nội thất này anh chị em ơi, ghế này, ghế da này nói chung là nó không có còn mới đâu. Nhưng mà dòng này thì nói chung là để anh em mình để tận dụng, chứ ghế này đi thì cũng còn rất là dài. Tại vì da này là mình thấy là da xịn nhá. Qua đây thử xem một chút xíu. Đấy, với cái dòng xe Camry này thì cái tư thế ngồi của nó khá là thoải mái ha. Số tự động nữa ha. Cầm số này, có hộp tỉ tay ha. Hộp số vào rất là ngọt. Với cái dung tích mà máy 3.0 thì là chiếc xe này em nghĩ là ước chừng là nó phải có khoảng mười mấy lít trên 100 cây đấy. Anh chị em nào đã trải nghiệm cái dòng xe này nhiều rồi thì cho em một cái bình luận xuống bên dưới nhá. Xe này thì có màn hình Android này, có cam re luôn, có cam re và cam giám sát hành trình. Đấy, mọi thứ thì hoàn hảo hết đối với con xe cỏ trong cái tầm giá mà 210 triệu. Anh chị em mình có thể xem, nếu mà phù hợp với mình thì là gọi cho bên em nhá. Mọi thứ còn rất là hoàn hảo. Rồi em sẽ mời anh chị em mình xem tiếp cái phần mà keo chỉ đi nhá. Keo chỉ này vẫn là keo chỉ zin nhá, vẫn còn zin nhá, còn kể cái phần xương trên này. Quay qua cho anh chị em mình xem qua cái phần xương một chút xíu nhá. Còn nguyên hết này, nguyên bản hết nhá. Sơn này thì em nói lại nhá, là không có còn sơn zin đâu, tại vì xe này thì 20 năm rồi, người ta chạy người ta như vậy thì nó cũng sẽ chảy xước các thứ, người ta giọng cũng nhiều rồi. Dòng xe này thì chắc chắn một điều là không nói cho anh chị em mình cũng biết rồi, xe này người ta đi gia đình chứ không có ai mà chạy dịch vụ xe này đâu. Dịch vụ xe này thì lỗ chết. Rồi mình sẽ xem cái khoang để đồ nhá. Dòng Camry này nó một cái mẫu xe dòng sedan khá là rộng. Em thấy thì là cái kiểu dáng của dòng Camry này thì là nó trường xe hơn mấy xe khác, nên là cái cốp để đồ của chiếc xe này thì khá là rộng nhá. Tha hồ cho anh chị em mình để đồ, mình kiểm tra xem dòng này nó có gì không nhá. Đây, mình sẽ kiểm tra xem cái phần cốp này nó có bị cấn đụng ở đâu không nhá. Em quan sát ở trong này thì còn rất là sạch sẽ, không vấn đề gì hết nhá. Trong phần cốp này thì cái nước sơn này thì em thấy là xe này thì người ta có phủ rồi chứ không có còn sơn gì, nhưng mà không có gì xét ở đâu hết nhá. Có bánh sơ cua này ha. Mình sẽ xem tiếp phần keo chỉ đi, còn rất là ok luôn, không có vấn đề gì hết. Tại vì xe gia đình thì chắc là người ta đi cũng rất là kỹ thôi. Chỉ với giá là 210 triệu đồng thôi anh chị em ạ. Em xin phép được nhắc lại nhé, Toyota Camry đời 2004, máy 3 chấm, xe này thì cam Việt thôi nhá, số tự động. Anh chị em mình có thể yêu thích thì là gọi liền cho em nhé, còn rất là ổn luôn. Đèn chiếu sáng này, đèn xi nhan các thứ còn rất là ok nhé. Cái phần gầm ấy thì em nói lại nhé anh chị em ơi, em không có quay được cái phần gầm cho anh chị em mình đâu, nhưng mà anh chị em mình lên chỗ bên em xem xe, mình ưng chiếc xe nào đó thì mình có thể đưa ra mình chạy thử, và sau đó mình nâng lên trên cầu mình xem. Nếu có những cái chỗ nào mà nó chảy xước hay nó móp méo như thế nào đó mà anh chị em mình cảm thấy nó chưa hài lòng thì bên em sẽ làm cho anh chị em mình hài lòng tốt nhất trong cái mức độ một chiếc xe cũ nhá. Mình sẽ tiếp tục mình xem cái phần keo chỉ nhá. Rất là ổn luôn, cũ thì cũ nhưng mà chủ xe thì chạy rất là ok. Mình xem lại một phần nữa thì cái ghế da đi, ghế da đằng sau này cũng còn rất là đẹp luôn. Cái phần xương này chị thấy không? Cũ thì cũ nhưng mà chủ xe thì người ta chạy kỹ ấy. Rồi video này thì là em giới thiệu với anh chị em mình một chiếc Toyota Camry đời 2004, cam Việt nha, số tự động, máy 3.0. Giá thì đặc biệt chỉ có 210 triệu đồng thôi. Anh chị em mình đang có nhu cầu kiếm một chiếc xe số tự động trong tầm giá hơn 200 thì xem giùm em chiếc xe này. Và ok chị ơi, em xin dừng video ở đây nhé. Anh chị em mình xem xe trực tiếp tại số 900 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và gọi cho bên em qua hai đầu số hotline 0777 552 222 và 0777 525 999. Em xin dừng video ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều nhé.